Hi, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái quạt hơi nước bằng thùng xốp rất là tiện lợi, dễ làm và vật dụng rất là dễ kiếm, và đặc biệt là hiệu quả nó khá là cao. Rồi chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Cái thùng xốp này mình tận dụng từ cái tủ lạnh mini. Mà nay mình sẽ tận dụng này cái thùng xốp này để mình làm cái quạt hơi nước, và mình sẽ phá cái bộ máy này ra. Đầu tiên chúng ta sẽ định hình trước tiên là cái quạt nằm ở đâu. Ở đây mình dùng cái quạt tản nhiệt này nhé. Chúng ta phải để lại một diện tích để chứa nước. Chúng ta dùng bút đánh dấu lại nhé. Cắt xong cái lỗ để quạt. Đó. Các bạn cứ cắt thích ok này được nhé. Vì đến lúc chúng ta còn dán keo silicone vào nữa thì nó sẽ rất là chắc, các bạn yên tâm, không rớt được đâu. Như thế này đã là ok rồi. Còn về phần bên trên cái lỗ ở mặt trên mà cái quạt tản nhiệt, cái bộ phận tản nhiệt của cái tủ lạnh cũ của mình ấy, thì bây giờ mình sẽ làm ở bên trên cái chỗ thứ nhất là đổ nước, và thứ hai là chúng ta có thể cho đá vào được, sẽ rất là mát. Đây các bạn nhé, chỗ này lỗ quạt, chúng ta sẽ đo cái khoảng cách tương đương sang để chúng ta làm những lỗ thoáng. Cái lỗ thoáng này để làm gì? Để nó hút không khí vào, phải có không khí thì mới có cái lượng mát nó phà ra cho chúng ta khi quạt thổi. Và để tối ưu hóa cái không khí mát này thì chúng ta lại phải dùng đến cái giấy tổ ong này. Tác dụng của giấy tổ ong này là gì? Giấy tổ ong nó có hai chiều, và trong có những lỗ thoáng khí. Khi mà nước chảy đây, khi nước chảy từ trên này xuống, bên ngoài này là không khí và bên này là khí quạt, quạt hút. Khi không khí nóng từ ngoài đi vào qua cái dòng nước chảy qua cái lớp giấy tổ ong này thì chuyển thành khí mát, khí lạnh, và từ quạt sẽ hút cái khí lạnh sẽ thổi vào chúng ta, tạo lên một cái hơi mát, cái khí mát. Và chúng ta phải căn làm sao cái cửa quạt nó tương đương với cái mặt giấy tổ ong ở ba bên của quạt. Nói chung chúng ta chỉ cần làm một bên này cũng được rồi, nhưng nếu chúng ta làm ba bên thì nó sẽ mát hơn.
bây giờ sẽ là công đoạn chúng ta sẽ cắt cái miếng giấy tổ ong. Cắt cái cửa này trước. Ở dưới tô ong mình để sang bên. Bây giờ thì mình sẽ làm cái bộ phận máng nước. Máng nước ở đây thì mình sẽ dùng những tấm alu như này nhé. Đó. Rất tiện dụng và dễ cắt. Mình sẽ dùng silicone mình gắn chặt cái nắp này lại, mình kín nha các bạn. Chuyển như này chúng ta đổ nước vào đây. Chúng ta để những cái miếng giấy tổ ong này. Chúng ta ướm chừng để cái tầng cái máng nước làm sao cho máng trên khô xuống và cái máng dưới giữ được cái tầng tổ ong này. Và bây giờ sau khi chúng ta dán cái nắp vào rồi thì chúng ta cắt xong những cái mạch máng bên trong, máng chứa nước bên trong rồi, chúng ta sẽ cắn cái khung mà cái máng nước ở dưới nhé. Đây, cái này là cái mà để chúng ta để cái nhiệt tản nhiệt vào. Chúng ta để những cái tản nhiệt vào như thế này, nó sẽ có cái chỗ, cái điểm tựa để bám để giữ được cái tản nhiệt của chúng ta nó vững như này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái giá đỡ cái máng nước dưới rồi nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ thiết kế cái phần để bơm nước. Ở đây thì mình dùng cái bơm của bể cá. Bây giờ mình sẽ chích một chút silicone vào cái bơm này. Chúng ta chờ cái keo của bơm khô thì chúng ta sẽ gắn bộ phận quạt nhé. Ok, bây giờ chúng ta gắn keo nhé. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ cho những cái miếng giấy của ông, ba miếng mà chúng ta mới cắt vào trong này. Thì chúng ta ứng chừng một cái là cái vòi nước ở trên xả xuống sao cho nó phù hợp. Về sơ bộ là như vậy nhé các bạn. Cái giấy tổ ong chúng ta sẽ để ba mặt đó, gọi là để cho nó còn cái mặt này là mặt quạt là khi quạt hoạt động nó sẽ hút khí từ bên trong này ra ngoài này và sẽ phà thẳng hơi đi mát đấy cho chúng ta.
sau khi mà hơi nóng nó được hút qua cái tấm giấy của ong này, và sẽ có cái bơm nước này, chúng ta sẽ cho chảy thẳng xuống cái giấy tổ ong này. Sau khi không khí được hút qua cái giấy tổ ong có hơi, có cái dòng nước chảy này, nó sẽ tạo thành một cái khí mát bên trong này nha các bạn. Khi đó quả sẽ hút khí mát ra cho chúng ta. Và bây giờ mình sẽ đục từng lỗ nhỏ vào cái bơm này, vào cái đường ống này, cho chảy trực tiếp vào đây luôn. Cái phần dây điện mình sẽ cho nó vào luôn nhé. Các bạn nhớ nhé, ở đầu có những lỗ, cái rãnh nó chéo xuống, chúng ta để cái này để xối nước từ trên xuống, đừng để mặt này nhé, không có tác dụng gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ cho keo khô nha các bạn. Trong lúc chờ keo khô thì chúng ta sẽ thiết kế cái đường ống này. Chúng ta để bốn xung quanh như này này được không? Chúng ta quay cái lỗ quay xuống nhé. Bây giờ các góc và cạnh cái tua mình sẽ dùng dây rút để mình cố nó lại, cố định nó lại. Ở trên này chúng ta sẽ làm cái nắp đậy, ta sẽ dùng lại cái nắp đậy cũ của chúng ta này. Rồi, ok nha các bạn. Đây là cái nắp đậy của chúng ta. Đó. Khi đổ nước xong, chúng ta cứ đậy như thế này thôi. Còn khi nào mà đổ nước vào, thì chúng ta lại mở nắp đây. Bây giờ mình sẽ test nước. Cái này là do mình khoan hơi quá tay, nước bục lên trên. Đó. Nước chảy xuống cái tấm này các bạn ạ. Nó rất đều nhé. Nước chảy ướt rất đều, ướt hết luôn này. Tương đương thì bên này cũng vậy nha các bạn. Đó, đó nha. Bên này nó vậy, nó dọn nước chảy này đúng không? Đó. Nước chảy rất đều nhé. Vậy là cả bơm và quạt chúng ta hoạt động rất là ok. Đó các bạn, sau khi mà chúng ta cho nước xong thì chúng ta sẽ đậy lại như thế này. Và chúng ta sử dụng quạt bình thường thôi. Còn bây giờ mình sẽ đấu cái đường điện này. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái quạt hơi nước rồi nha các bạn. Thì mình test cho các bạn coi xem là cái lực gió của nó ra như thế nào nhé. Đó các bạn thấy không? Lực gió của cái quạt tản nhiệt này rất là mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu các bạn thấy hay, thấy ý nghĩa và thiết thực trong cuộc sống
thì hãy cho mình một like, một đăng ký và hãy chia sẻ những thông tin hữu ích đến những người thân xung quanh chúng ta nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.